Tiếp tục chuyến thăm chính thức Việt Nam, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Chumali Senyasorn cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Lào đã đến thăm tỉnh Hòa Bình. Cùng với truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, tỉnh Hòa Bình có mối quan hệ hữu nghị thân thiết với nước bạn Lào, tỉnh luôn phao băng kết nghĩa với tỉnh Hòa Bình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyasorn đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các địa phương của Lào với tỉnh Hòa Bình ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, dựa trên thế mạnh tiềm năng của mỗi bên. Tin tưởng hai bên sẽ tìm ra nhiều giải pháp để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hiệu quả, giúp đỡ tỉnh Luông Phabang phát triển. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyasorn đã trao tặng tỉnh Hòa Bình món quà 100.000 đô la Mỹ. Nhân dịp này, đoàn cũng đã đến thăm di tích lịch sử quốc gia, nơi diễn ra đại hội lần thứ 2 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyasorn cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã bảo vệ các di tích gắn liền với lịch sử của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng thời gửi lời thăm hỏi cảm ơn đến các đồng chí cựu chiến binh và gia đình có người thân đã từng chiến đấu hy sinh tại Lào trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyasorn cũng đã tới thăm động viên cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình. Đoàn cũng đã tham quan mô hình trồng và nhân giống cam của công ty rau quả nông sản Cao Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình.